Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nói Thẳng Funny. Trước khi vào bản tin của ngày hôm nay thì cũng mong muốn là các bạn đăng ký theo dõi cũng như là chia sẻ trên các cái trang Facebook của mình và trên các cái diễn đàn hội nhóm nếu như các bác có, để giúp cho cái sức mạnh của Nói Thẳng Funny được lan tỏa nhiều hơn. Cảm ơn các bác. Nhìn qua trong thị trường vừa rồi thì có lẽ là chúng ta vẫn thấy là một sắc đỏ vẫn tràn ngập. Ở đâu đó thì vẫn có những cái giao dịch diễn ra một cách đó lác đác lẻ tẻ. Người mua thì quay lưng, người bán thì ra sức hô hào. Cũng phải nói một điều là có một cái thực tế là một trong những thành viên của diễn đàn Hoa Lan, Hội Hiệp hội Hoa Lan Việt Nam có đăng lên những cái status và tôi thấy nó rất là buồn cười. Đấy là cái việc là gì? Thời điểm này đã qua đáy của thị trường rồi và bây giờ anh em mạnh dạn đầu tư vào đi. Khi nó lên thì chúng ta biết trách ai bây giờ. Và tiếp theo câu nói của người đó là gì, là trong tất cả các cái lĩnh vực đều chết thời Covid nhưng riêng Hoa Lan thì không bao giờ chết. Và Hoa Lan sẽ trở thành ngành nông nghiệp công nghiệp 4.0 của Việt Nam. Thì xin thưa với các bác là câu của nói của ông ý nghe trùng nó hùng hồn quá các bác ạ. Vẫn là một câu hỏi đặt ra thôi. Vậy thì mua rồi thì bán cho ai? Hôm nay thì thực ra là tôi cũng không muốn xoáy mạnh nhiều về những cái xấu nữa. Mà hôm nay tôi với các bác sẽ cùng chia sẻ về xem chúng ta tìm ra là có những cái giải pháp nào để giúp cái thị trường Hoa Lan nó ổn định hơn được không trong thời gian tới. Theo Nói Thẳng Funny thì thực ra là có hai giải pháp mà có thể áp dụng được. Giải pháp đầu tiên đấy là gì? Đấy là bản thân các nhà vườn bây giờ phải xác định là phải mất thời gian thêm 1 đến 2 năm nữa để làm sao để nhân giống mạnh hơn, để có những cái phân khúc giá rẻ và cái giá đó nó phù hợp đến tay người tiêu dùng. Thực ra giá nói là đến tay người phù hợp đến tay người tiêu dùng bao nhiêu thì thực ra nó rất là vô cùng. Vậy thì chúng ta cứ lấy hàng bờ rào làm tham chiếu và chúng ta sẽ nâng lên giá cao hơn một chút để cho nó khác biệt, gọi là va vấp. Thì tôi nghĩ rằng khách hàng họ cũng sẽ hoàn toàn đón nhận. Bởi vì cái giá trị cây lan lúc đó nó sẽ được về cái giá trị thực và lúc đó tự dưng thì thị trường nó sẽ áp phải lên. Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là theo tôi thì bây giờ có một giải pháp là tất cả những nhà vườn lớn ấy thì hãy lên mua hết của những nhà vườn nhỏ lại để các ông tập trung về nhà các ông thành một cái vựa và biến thành mô hình công nghiệp để giá nó rẻ. Còn những nhà vườn nhỏ thì bây giờ trở thành những người buôn, giống như những người buôn bây giờ, để giúp cho cái việc mà lan tỏa mạnh hơn về thị trường để đến tay người dùng. Nhưng nó sẽ có một cái hệ quả là gì? Nếu như các ông ý không xác định con đường đi thì nó vẫn sẽ tạo thành một cái vòng luẩn quẩn. Nó giống như bây giờ các ông đang hô hào nhau là rẻ không mua thì đắt lấy gì mà bán. Các bác cứ vào đi, đầu tư phân khúc vào đi. Rồi khi hết bệnh dịch và bây giờ là nghe nói giá đang tăng thì xin thưa với các bác bây giờ cứ hô hào nhau vào. Dĩ nhiên là bây giờ ông lớn bán cho ông trung bình, ông trung bình bán cho ông nhỏ. Nhưng cái vấn đề là lại đến một cái giai đoạn nào đó thì bây giờ là ông nhỏ bán cho ông không nhỏ, thì lại đến một cái giai đoạn nào đó thì khi tất cả các nhà vườn đầy rồi thì vòng lập nó lại lập lại. Đấy là sự nguy hiểm. Và với Nói Thẳng Funny thì thực ra là mọi cái đều có lối thoát của nó cả. Nhưng cái vấn đề cái lối thoát đó liệu các ông có chấp nhận để mất đi cái giá trị ảo của các ông hay không, hoặc và cái thời gian các ông có chấp nhận hay không. Chứ thời gian để kinh doanh hay thời gian để đưa một sản phẩm đến tay người tiêu dùng nó không hề đơn giản, nó không hề nhanh được. Nó phải trải qua một lộ trình. Đó là những cái suy nghĩ của Nói Thẳng Funny về việc để làm sao để giải thoát cho cái thị trường lan một cách nó mang tính nó bền vững. Chứ các ông cứ hô hào với nhau là bây giờ vào lọ vào kia rồi phân khúc lọ phân khúc kia, tôi xin phép các bác bây giờ vào lọ vào kia phân khúc lọ phân khúc kia, tất cả đều đang đứng chào cờ hết một lượt. Có lẽ là Nói Thẳng Funny là một trong kênh về Hoa Lan mà được mọi người yêu cũng nhiều mà ghét cũng nhiều. Bởi vì tại sao? Bởi vì những người tiêu dùng thì sẽ yêu Nói Thẳng Funny, còn những người buôn bán là những nhà vườn thì sẽ ghét Nói Thẳng Funny. Cũng chia sẻ với các bác là có nhiều ông cũng lên comment đe dọa Nói Thẳng Funny là câu cẩn thận ra đường không có chừng là phải gãy răng. Thì xin thưa với cả mấy cái ông đe dọa này, tôi bây giờ cũng già rồi, răng bây giờ một số cái nó cũng đang lung lay mà chưa có tiền thay. Thì cũng hy vọng rằng là trước sau thì cũng phải thay răng thôi.
Nhưng cái cách thay như thế nào là do tôi quyết định, chứ không phải do các ông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ý kiến của Nói Thẳng Funny về những cái góc khuất của ngành nan trong suốt thời gian vừa qua. Mong các bạn ủng hộ Nói Thẳng Funny hơn nữa, để Nói Thẳng Funny có thêm được những người bạn, có thêm được sự động viên để chúng ta đi một con đường dài, để cùng nhau nhìn xấu, nhìn thấu những cái xấu và để chúng cho chúng ta phát triển những cái tốt trong cái lĩnh vực lan này cũng như trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn rất nhiều.